Thưa quý vị các bạn, với chiều dài hơn chục mét, có tuổi đời gần 20 năm, mỗi lần trổ hoa, vàng hoa tỏi ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp lại tạo nên vẻ đẹp khó cưỡng, trở thành điểm check-in lý tưởng với nhiều du khách khi có dịp đi ngang qua thành phố hoa Sa Đéc. Vàng hoa tỏi này nằm trên đường DT848, đoạn cạnh chân cầu Gạch Rẫy, thuộc khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc. Do một hộ dân trồng, cây đang ra hoa bao quanh cả cổng nhà. Điểm thú vị là hoa chuyển màu liên tục từ lúc nở đến lúc tàn, nên những ngày qua, vào những buổi sáng sớm và chiều tối, cổng hoa này thu hút rất đông người đi đường ghé qua chụp ảnh. Đặc biệt, chủ nhà rất mến khách, không thu phí, còn tận tình chăm sóc vàng hoa để cây ra hoa lâu tàn, giúp nhiều du khách có những bức ảnh đẹp. Sau đây chúng ta thử nghe một vài cảm nhận của khách tham quan đến chụp ảnh tại vàng hoa tỏi này nhé. Mỗi mùa hoa tỏi này nở, mỗi lần hoa tỏi nở là em lại đây à. Lần nào em cũng lại em chụp hình hết trơn. Nhưng ở đây hoa tỏi nó cảm giác giống như là đẹp á anh. Một hoa nó rực rỡ làm cho em phải mỗi lần tới mùa này em phải lại. Dạ em thấy rất là thoải mái khi mà có những tấm ảnh đẹp như vậy. Hình ảnh rất là nổi bật luôn á. Cái màu tím của hoa tỏi. Dạ em rất tự hào khi Sa Đéc có một điểm check in hình ảnh vàng hoa tỏi này. Rất là tự hào luôn. Dạ em cảm thấy rất là đẹp mà. Đi ngang cái khung đường như thế này mà có một vàng hoa tỏi kế bên nó làm người ta thấy là muốn cuốn hút vào chụp hình đồ này kia. Rất là đẹp, chụp hình lên thì sáng ăn ảnh. Mọc từng chùm như nè, rồi bông thì cũng từng chùm. Có màu tím với sen với lại màu trắng nữa. Em cảm thấy là nó rất là cuốn hút. Ngoài vàng hoa tỏi lâu đời này, năm nay tại thành phố Sa Đéc còn xuất hiện thêm một vàng hoa tỏi mới tại đường Lê Lợi thuộc phường 3 thành phố Sa Đéc. Vàng hoa tỏi này do ban quản lý công trình đô thị thành phố Sa Đéc trồng làm cảnh quan. Với khung cảnh bờ sông Sa Đéc hữu tình cùng với vàng hoa tỏi trổ đầy hoa, nơi đây hứa hẹn sẽ là một điểm chụp ảnh mới lạ với nhiều du khách. Được biết, cây hoa tỏi còn có tên gọi khác là dây ánh hồng, hoa lý tím hay dây chuông tím. Cây có nguồn gốc từ Mexico. Cây thuộc dạng thân leo, bụi quá gỗ, sống lâu năm. Mỗi năm cây cho hoa 2 đợt, thời gian hoa nở thường kéo dài khoảng nửa tháng. Nét đặc trưng của hoa tỏi là khi hoa nở sẽ có sắc tím, sau đó sẽ chuyển dần sang màu hồng nhạt. Ngoài được trồng để che mát, thì hoa tỏi còn có mùi hương của tỏi giúp xua đuổi nhiều côn trùng. Hiện tại thì các vàng hoa tỏi này đang trổ hoa rất đẹp. Các bạn nếu muốn check in những hình ảnh đẹp thì hãy tranh thủ, bởi vì chỉ còn khoảng vài ngày nữa là hoa tỏi sẽ bắt đầu tàn.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.